Chào mừng bạn đã đến với Go Academy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về bài viết cách tạo chiến dịch email marketing thành công. Điều gì khiến bạn cảm thấy khó chịu nhất? Ở nhà thì không sao nhưng mà ra đường thì lại mưa. Hay là phải sửa bản kế hoạch 77-49 lần nhưng mà cuối cùng khách lại chọn cái đầu tiên? Hay nhận quá nhiều hộp thư email spam nhưng bạn chẳng buồn mở lấy một cái nào? Trong các điều trên thì điều thứ ba khá quen thuộc với chúng ta phải không? Gửi thư theo hình thức spam mail lại khá hiệu quả nhưng lại không tốn chi phí. Nhưng mà làm thế nào để bạn có một email marketing hiệu quả? Email marketing là một hình thức sử dụng email để gửi những thông tin về sản phẩm của bạn hoặc là dịch vụ của bạn đến cho khách hàng. Cách lập chiến lược email marketing hiệu quả là như thế nào? Có một số lượng thông tin khách hàng nhất định. Đầu tiên, tạo landing page. Hợp tác trao đổi email khách hàng với những doanh nghiệp cùng lĩnh vực. Tìm mua nguồn data từ những đơn vị thu thập thông tin khách hàng uy tín. Điều thứ hai, hiểu rõ chức năng về các phần mềm email marketing. Quản lý danh sách email. Theo dõi và lập báo cáo. Tự động thực hiện hóa các chiến dịch. Có nhiều mẫu email đa dạng và có sẵn giảm thiểu việc viết nội dung. Điều thứ ba, cảm ơn khách hàng và xin ý kiến của họ về sản phẩm. Điều thứ tư, thiết lập email marketing cho những khách hàng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng chưa mua hàng. Khi sử dụng những phần mềm tự động hóa, bạn dễ dàng biết được những khách hàng nào đã thêm vào giỏ hàng nhưng chưa mua hàng. Điều thứ năm, quyền lợi dành cho khách hàng thân thiết. Hãy thông báo cho khách hàng của bạn về những chương trình khuyến mãi, đặc biệt là những khách hàng thân thiết. Điều thứ sáu, thúc đẩy những khách hàng đã lâu không mua sản phẩm quay trở lại. Đừng chỉ tập trung vào khách hàng thân thiết, hãy hỏi khách hàng của bạn lý do tại sao họ không trở lại mua hàng nữa. Điều thứ bảy, giới thiệu sản phẩm khác trong email xác nhận đơn hàng. Email xác nhận đơn hàng của bạn không cần phải quá cứng nhắc, bạn có thể khéo léo giới thiệu thêm sản phẩm của mình trong email xác nhận đơn hàng. Điều thứ tám, đừng đóng hộp bản thân chỉ trong địa hạn email marketing. Bạn nghĩ sao về sự kết hợp giữa email marketing và Facebook marketing? Ví dụ như khách hàng của bạn đang tìm kiếm một sản phẩm nào đó trên Facebook và 5 phút sau họ lại nhận được email về sản phẩm đó. Áp dụng O2O vào kinh doanh, cách thức đơn giản để xây dựng một chiến lược email marketing hiệu quả. GoSale chính là giải pháp giúp bạn giải quyết khó khăn trong việc bán hàng đa kênh. Bước 1. Tạo nhóm khách hàng. Bước 2. Tạo mới chiến dịch email. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên có thể giúp bạn củng cố thêm kiến thức về kinh doanh online. Go Academy chúc bạn thành công!